Đức đã bắt giữ 25 người bị tình nghi có âm mưu lật đổ chính phủ và giành chính quyền trong một cuộc đảo chính bạo lực cực hữu. Các công tố viên cho biết nhóm này lấy cảm hứng từ các thuyết âm mưu do tổ chức QAnon và Reichsbürger lan truyền về nhà nước ngầm. Các thành viên của Reichsbürger không công nhận tính hợp pháp của nước Đức hiện đại và luôn cho rằng đế quốc Đức lớn hơn vẫn tồn tại, bất chấp thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Một nghi phạm tự xưng là hoàng tử Henrik từ hoàng gia Rose trước đây được coi là nhà lãnh đạo được chỉ định của một quốc gia trong tương lai. Chế độ quân chủ của Đức đã bị bãi bỏ một thế kỷ trước. Các công tố viên nói người này đã liên lạc với các quan chức Nga để bàn kế hoạch thiết lập một trật tự mới, nhưng không có bằng chứng cho thấy Nga có phản hồi tích cực. Cơ quan tình báo quân đội cho biết trong số thành viên khác có một số quân nhân dự bị và một quân nhân tại ngũ trong bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt. Một cựu thành viên quốc hội của đảng cực hữu AfD, người hiện đang giữ chức vụ thẩm phán, cũng đang bị điều tra. Các công tố viên cho biết nhóm tập trung chiêu mộ các thành viên của quân đội và cảnh sát. Họ bị ngờ là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vũ trang thông qua việc tích trữ trang thiết bị quân sự và tổ chức các cuộc huấn luyện. Vụ bắt giữ được thực hiện vào sáng sớm ngày 7 tháng 12 trong các cuộc truy quét trên khắp đất nước. Hơn 3.000 cảnh sát và lực lượng an ninh từ 11 bang của Đức đã tham gia. Các nghi phạm khác cũng bị bắt ở Áo và Ý. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.